cứ gọi em hoài vậy? Không có gì đâu, chỉ là bạn em thôi mà. Chỉ là bạn thôi sao em không nghe máy đi? Em cứ bấm máy bạn hoài để làm gì? Em đã nói là không có gì đâu mà. Nếu có điều gì thì em cứ nói ra đi. Thời gian ta xa nhau chẳng em đã thay đổi, chẳng còn yêu anh như thuở xưa người hờ. Từng ngày qua đi bên em anh thấy sâu là thường. Điều gì đó em giấu anh phải không? Rồi khi đi bên em anh mới thấy một người thường hay gọi vào chiếc phone của em. Có phải chăng người đó là điều anh đang lo? Tại sao em không nghe mấy người hay bấm máy bận làm chi? Bấm máy bận làm chi? Hãy nghe phone đi người hay, hãy cho anh biết người đó là ai. Sao cứ gọi em hoài? Anh đã thấy người ta gọi em từ hôm qua, gọi nhiều lắm nhưng anh không nói ra. Số mây là kia của ai, hãy nghe phone đi người ơi. Dù cho người đó nói chi thì anh cũng tình em mà thôi. Bấm máy bận làm chi, bấm máy bận để được gì, chỉ làm cho ta không tin tưởng nhau. Dù cho người đó nói chi, anh cũng tình em mà thôi. Dù cho người đó nói gì, anh cũng yêu em mà thôi. Sao em không nghe mấy người hơn, hay là khi không có anh đã xảy ra điều gì? Alo, anh Minh hả? Bạn trai em đã về, anh đừng gọi cho em nữa. Em không muốn anh Nam hiểu lầm đâu. Anh không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Rồi khi đi bên em anh mới thấy một người thường hay gọi vào chiếc phone của em. Có phải chăng người đó là điều anh đang lo? Tại sao em không nghe mấy người hay bấm máy bận làm chi? Bấm máy bận làm chi? Hãy nghe phone đi người hay, hãy cho anh biết người đó là ai. Sao cứ gọi em hoài? Anh đã thấy người ta gọi em từ hôm qua, gọi nhiều lắm nhưng anh không nói ra. Số mây là kia của ai, hãy nghe phone đi người ơi. Dù cho người đó nói chi thì anh cũng tình em mà thôi. Bấm máy bận làm chi, bấm máy bận để được gì, chỉ làm cho ta không tin tưởng nhau. Dù cho người đó nói chi, anh cũng tình em mà thôi. Dù cho người đó nói gì, anh cũng yêu em mà thôi. Sao em không nghe mấy người hơn, hay là khi không có anh đã xảy ra điều gì? Để hôm nay tôi coi thử người bạn là kia của anh. Nếu một bạn bước được tới đây, hai người gái dù cho người đó nói chi thì anh cũng tình em mà thôi. Bấm máy bận làm chi, bấm máy bận để được gì, chỉ làm cho ta không tin tưởng nhau. Dù cho người đó nói chi, anh cũng tình em mà thôi. Dù cho người đó nói gì, anh cũng yêu em mà thôi. Sao anh không nghe mấy người hơn, hay là khi không có anh đã xảy ra điều gì?